Tin mừng Chúa Nhật 11 thường niên 5B. Lời Chúa Marco chương 4 câu 26 đến câu 34. Dụ ngôn Chúa dạy nước trời tựa như hạt giống đến thời vãi gieo. Đêm ngày thức ngủ thế nào, hạt mầm cứ mọc cách nào chẳng hay. Khi bông trĩu hạt đến ngày, đem liềm ra gặt vui say dâng đầy. Rồi người lại nói thế này, nước Thiên Chúa ví gì đây được nào? Tựa như hạt cải bé sao, nó là loài chẳng hạt nào bé hơn. Khi gieo nó mọc xanh rờn, cho cùng rau cỏ lớn hơn mọi loài. Xum xuê đến nỗi chim trời dừng chân làm tổ làm nơi nương mình. Tuyệt vời sức mạnh thần linh, chỉ trong Thiên Chúa uy linh nhân từ. Con người sống tròn tâm tư, trở nên hình ảnh giống như Chúa Trời. Ngài còn thúc đẩy gọi mời, cậy trông phó thác tin nơi danh Ngài. Tin vào tình Chúa an bài, chứa chan hạnh phúc mãi hoài. Amen.